quay cho anh em xem chiến binh bụi tháng 5 này anh em à. Đó. Bụi tháng 5 lông lá ok hết rồi đó. Mình đã bắt đầu vô lửa rồi này. Đó. Thì trong cái quá trình vô lửa như này anh em này thì anh em cứ nên tăng cường hàm lượng chuối tuần 2 ngày, cà rốt hấp tuần 3 ngày, bo mì tuần một lần, đu đủ tuần lần thôi. Đó. Cào cào thì ngày cách ngày tầm 5 con, 5 6 con. Phơi nắng thì cứ sáng ra anh em phơi tầm 10 15 phút, tuần phơi cỡ 3 4 5 lần là ok rồi. Đó. Tắm rửa thì cứ ngày cách ngày hoặc 2 ngày. Anh em có thời gian thì ngày cắt ngày, không có thời gian thì 2 ngày đến 3 ngày tắm một lần cũng được. Đó. Cứ chế độ nuôi đều tay như vậy là chi nó vô lửa thôi anh em. Cái dòng tăng lực bên mình nó dễ nuôi lắm em, đơn giản vậy thôi, chứ không cần phải phơi nắng nhiều ấy. Tuần phơi cỡ 3 lần, lần mình phơi tầm cỡ 10 đến 15 phút là ok rồi. Đó. Chế độ mồi tanh thì trong quá trình như vậy thì cứ ổn định đâu đó, củi lửa xong xuôi thì cứ ngày cách ngày tầm 5 đến 6 con. Đó. Nuôi đều tay vậy là chi nó lên lửa là đi chiến lên em. Bộ thằng năm đây là một chiến binh rất là tương lai của bộ ba này anh em này. Hy vọng là sắp tới là lông lá ổn định, củi lửa ok là em sẽ kịp tham gia giải của Trung Đen Hà Leo đây, siêu cúp Trung Đen Hà Leo giải 2 ô tô lên em. Đó. Hy vọng tháng 12 là bộ thằng năm sẽ kịp phong độ cùng với các đàn anh chinh chiến giải em Trung Đen Hà Leo. Buổi tháng 5 là nó nhát lắm anh em, một cái chim mùa 2 thôi. Nên là mình phải ngồi từ xa mình zoom lại, chứ còn của mình không có tới sát gần được anh em em. Mình đang ngồi cách buổi tháng 5 phải tầm được 4 mét rồi. Đó. Xa lắm, đó. Mình ngồi mình zoom nó lại đó. Một chiến binh rất là tương lai này anh em. Niềm hy vọng của A này. Mới mùa 2 đây. Chà chà, nay xịt thì ché. Khả năng đi thi mà trọng tài với anh em nghệ nhân cho xịt thì ngon quá anh em ấy. Xịt cái chim ché luôn. Mình thì sợ xịt xong cái miệng ăn nguyên lon bò húc của miệng, hoặc là ăn cái đôi dép của miệng chết đi. Chứ còn đi chơi mà được xịt như vậy thì ngon quá. Chà chà. Đó, cách nuôi thì đơn giản vậy thôi anh em, cách vô lửa thì cũng đơn giản vậy thôi anh em, cứ nuôi như những gì mình nói vậy là đều tay thôi là ok à.